Rồi, chúng ta sẽ xem JavaScript làm được cái gì. Được chưa? Xem trước sau đó tôi giải thích sau. Các bạn coi nhé. Script này. Chúng ta ở đây có một thẻ H2. Đây là time. Tôi để đây là H2 time này. Chúng ta sẽ có tính giờ. Thì chúng ta sẽ có như sau. Tôi biến span. Làm span có ID. Không cần phải chép đâu, xem thôi. ID bằng countdown. Thời gian đầu bằng 0. Chúng ta sẽ có như sau. Set interval. Cao bằng 0. Rồi, chạy cái file này. Hiện tại khi mà mới đầu chạy thì chúng ta sẽ có như thế này. Lúc đầu mới chạy thì chúng ta sẽ có cái giao diện như thế này. Chỉ là time 0 đúng không? Với HTML các bạn có thể là thay đổi được cái số này. Chỉ có inspect như này. Sửa lại số bằng 10 chẳng hạn, 100 chẳng hạn thì như này thì được, đúng không? Nhưng nó không chạy tự động được. Với JavaScript chúng ta làm như sau. Được chưa? Động đậy. Thì JavaScript nó giúp vào trang web của chúng ta động đậy được. Còn cái này nữa này. Đây cũng thuộc về JavaScript này. Được chưa? HTML CSS làm được không? JavaScript làm được cái việc này. Đây nữa này. Cái example rồi. Đây. Làm được cái việc này không? JS nó sẽ giúp các bạn làm được. Rồi thì confirm. Đồng ý hay không? Yeah. Những cái thay đổi để giúp cho cái giao diện của chúng ta nó sinh động và làm cho cái giao diện của chúng ta nó động đậy ấy, gọi là động đậy thì đúng. Thì cái đấy thuộc về phần của JavaScript. Với HTML cũ, với HTML trước đấy chúng ta có cái khung. Có một cái khung của một trang web, những cái thành phần cơ bản. Yeah. Chúng ta không thể thay đổi được cái khung này. Với chỉ HTML và CSS chúng ta thay đổi được. Với CSS thì chúng ta làm cho cái khung này nó định hình, chúng ta định hình là cái khung. Và quy định cái vị trí, cách hiển thị với khung ban đầu và CSS. Còn với JS, JS là viết tắt của JavaScript, với JS chúng ta có thể làm gì? Thay đổi khung. Thay đổi khung là như nào? Như lúc đây các bạn nhìn thấy là cái input của tôi á, cái thẻ span của tôi lúc đầu nó bằng 0, bây giờ nó đã chạy lên 127 rồi này. Bây giờ cứ mỗi giây nó chạy một lần lên. Được chưa? Thì là code HTML với code JavaScript chúng ta sẽ thay đổi lại nội dung của code HTML, thay đổi lại cấu trúc của file HTML, thay đổi cả CSS, thay đổi cả style của CSS và được hết. Và thậm chí là chúng ta có thể là làm những cái slideshow để giúp cái website của chúng ta nó di chuyển, nó sinh động, thu hút người dùng hơn. Đấy là cái nhiệm vụ của JavaScript mà chúng ta sẽ học sắp tới. Ngoài ra, những cái mức cao hơn thì khi mà chúng ta làm việc với web nói chung và với JavaScript nói riêng thì JavaScript nó có thể giúp chúng ta làm những cái việc to lớn hơn. Ví dụ như kiểu là tối ưu hóa hiển thị. Ví dụ như cái phần các bạn có bao giờ để ý khi mà chúng ta
Có bao giờ nghe cái chữ tab không? Tab ở trong HTML. Ví dụ chúng ta có một cái nội dung nó rất là dài, trên một trang rất là dài như này, nhưng nó chia làm 3 phần rất là rõ ràng. Nếu mà như bình thường người dùng phải đọc hết từ trên, nó mới bắt đầu đọc xuống dưới, đọc xuống dưới nữa, đúng không? Cái việc này nó khá là mất thời gian. Và người ta chưa chắc nó thích đọc phần này, mà người ta chỉ thích đọc phần này, hoặc là chỉ thích đọc phần giữa, thì nó làm sao? Khó tìm, đúng không? Tại sao chúng ta không làm thêm một cái giao diện là ở đây có một cái nút này? Đây là ba cái nút tượng trưng cho ba phần mà chỉ có một phần hiển thị như này thôi. Khi mà người ta muốn xem phần nào, người ta bấm vào cái nút tương ứng. Ví dụ bấm vào đây, người ta sẽ xem được vào phần thứ hai, thì cái nội dung của phần thứ hai sẽ được hiển thị vào trong cái phần khung này. Thì nó tiết kiệm diện tích và tăng cái tính trải nghiệm của người dùng lên. Thì lần sau nếu người dùng thích mà cảm thấy website của chúng ta nó tiện lợi, người ta sẽ lại quay lại website của chúng ta. Được chưa? Thì đấy là cái tác dụng của JavaScript. Còn nói qua một chút về JavaScript thì về JavaScript thực chất ra là nó ra đời từ năm 1995. Web của chúng ta chính thức ra đời từ năm 1988. Nhưng mà đến tận năm 1995 nó mới ra đời sau gần 10 năm cơ. Có 7 năm gì đấy. Thì cái người mà sáng tạo ra cái ngôn ngữ này này chính là cái ông, tôi không nhớ lắm, các bạn search cái chữ CEO gần đây nhất của Mozilla Firefox ấy, thì chính là cái ông đấy. Ông làm ra cái ngôn ngữ, ông sáng tạo ngôn ngữ từ hồi ông là sinh viên đại học. Và khi ban đầu ông làm ra cái này, cái mục đích của chính của ông ấy chỉ chẳng qua là muốn cái website có một cái ngôn ngữ nó có thể là giúp ông ấy thay đổi cái cấu trúc ở trên cái trình duyệt thôi, làm cho cái trình duyệt nó sinh động hơn, có mỗi vậy thôi. Và ông ấy, khi mà ông sáng tạo ra cái ngôn ngữ đó, ông đặt tên nó là Mocha. Bắt đầu từ năm 1995, tên đầu tiên của nó là như này. Rồi thì sau này ông ấy đổi tên là thành LiveScript. LiveScript. Live là nghĩa là gì? Sống, đúng không? Cái ý nghĩa của từ live này nó là làm cho website của nó gần như là sống này, là cái vật sống. Được chưa? Thì đấy là tên của thành LiveScript. Đầu tiên là Mocha thì chẳng biết cái Mocha nghĩa là cái gì luôn. Hình như là xin chào hay cái gì gì ấy. Xong rồi sau đấy lại đổi tên một lần nữa, là lúc đấy là đổi tên là để ăn theo thằng ngôn ngữ Java. Thì ông muốn cái ngôn ngữ ông mới sáng tạo ra nó cũng được nổi như Java, nên nó đổi thành JavaScript. Đấy là cái lịch sử của nó. Chứ thực ra cái ngôn ngữ này chẳng liên quan đến thằng Java nhỉ. Java là ngôn ngữ chạy ngầm ở phía dưới của các em. Còn cái JavaScript mà cái thời điểm đấy ông mới làm ra, nó chỉ chạy ở trên trình duyệt, bỏ chỗ khác không chạy. Thì chắc đấy là cái giỏ hơi của nó. Và cho đến từ năm 1995 cho đến năm 2008 lại là một cái chuỗi thời gian rất là dài. JavaScript phát triển rất là nhanh và nó có cực kỳ nhiều thư viện và đặc biệt nổi tiếng với những cái thư viện là jQuery, rồi thì jQuery UI nó rất là nổi tiếng và gần như là gần 80% các cái thư viện khác xây dựng dựa trên jQuery và giúp các lập trình viên hầu như website nào, các bạn hiểu website nào cũng có cái này rồi, kiểu gì cũng có. Và đến năm 2008 thì là một cái bước ngoặt rất là lớn của JavaScript. Lớn ở đâu? Lớn ở chỗ là Google, lớn bởi vì có Google thành lập và có phòng nghiên cứu. Và khi mà khi phòng nghiên cứu nó sáng tạo ra đời một cái công cụ để giúp dịch code của JavaScript để cho máy tính nó có thể hiểu được. Bình thường là chỉ có trình duyệt hiểu thôi, còn bây giờ nó giúp cho cả cái máy tính của chúng ta có thể hiểu ngôn ngữ JavaScript, thì nó gọi là cái trình duyệt dịch thì nó gọi là Google beta. Và từ đây, từ thời điểm này chính xác ra là đến năm 2009 thì có một cái ngôn ngữ mới ra đời, đấy là Node.js. Node.js nó là ngôn ngữ cũng là code bằng JavaScript nhưng mà nó có thể là giúp chúng ta làm một website hoàn chỉnh từ điều khiển máy tính này, rồi thì là tương tác cơ sở dữ liệu, xuất file, ghi file, đủ các thứ các kiểu, nhận request. Thì đấy là cái ngôn ngữ Node.js ra đời. Và khi có Node.js ra đời thì chúng ta có thể làm một website hoàn chỉnh từ tầng dưới cùng là tầng cơ sở dữ liệu cho đến tầng xử lý backend, logic, đến giao diện, toàn bộ cả website, tất cả đều bằng JavaScript. Sau đó, đến những cái năm gần đây, từ hình như là tôi nhớ không nhầm là năm 2012, 2013 gì đấy, 2013 thì phải, là JavaScript lại có một bước ngoặt nữa. Đó là hiện tại, lúc ban đầu, các bạn để ý này, cái bước ban đầu của nó là JavaScript là chỉ chạy trên trình duyệt, đúng không? Đến năm 2008, là JavaScript có thể là
chạy ở phía dưới server là cái máy tính. Được chưa? Sau đến năm 2013, nó lại là một cái bước ngoặt nữa. Đó là JavaScript có thể giúp chúng ta làm mobile app. Mobile app là bao gồm cả app iOS lẫn app Android đều có thể làm được. Thì đến lúc này thì là JavaScript các bạn thấy nó còn mấy cái gì không làm được. Còn nó chỉ còn có những cái ứng dụng nhúng là chưa làm được. Biết nhúng là cái gì không? Nhúng là cái này này. Đấy. Có nhìn thấy cái màu xanh không? Đấy gọi là cái gì? Quạt trần. Rồi đến mệt với nhà cô. Cái này là cái gì? Máy chiếu. Đấy không? Phần mềm nhúng đó là những cái phần mềm người ta sẽ lập trình với cái vi xử lý ở trong những cái thiết bị điện ở trong nhà, là máy in, máy chiếu, ô tô, rồi thì đủ các vật dụng khác, quạt. Đấy là lập trình nhúng. Là thường bây giờ gần như là nhúng người ta sẽ code bằng Java và code bằng C++. Nhưng mà hiện tại thì JavaScript chưa vươn đến cái tầm mà có thể là làm được với phần mềm nhúng. Còn lại gần như đến 80% các phần mềm, các cái hệ thống khác của bạn đều có thể là sử dụng bằng JavaScript 100%. Cho nên là cái này có lợi ích gì khi mà JavaScript có thể làm những cái việc này? Các bạn chỉ cần biết một ngôn ngữ làm được nhiều việc, đúng không? Tay to không to chết đói, làm cái gì cũng được, đúng không? Đấy là cái lợi ích của JavaScript. Rất tiếc trong chương trình của chúng ta không có Java, không có Node.js. Không thì tôi dạy Node cho các bạn Node.js thường ngày, đỡ phải dạy PHP. Đấy là sơ lược về JavaScript. Phần tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn giống như học CSS thôi, là dùng JavaScript trong cái website HTML của mình chạy như thế nào. Thì chúng ta cũng có hai cách chính. Cách đầu tiên là như thế này. Đây, nhìn này. Viết trong thẻ gì? Thẻ script. Các bạn nhúng code JavaScript ở trong thẻ script. Nhớ là phải có thẻ đóng thẻ mở nhé. Code JavaScript của các bạn nằm trong này. Được chưa? Sau đó, đây là cách thứ nhất. Cách thứ hai là chúng ta vẫn là thẻ script. Vẫn là thẻ script. Nhưng mà chúng ta nhúng một cái file có đuôi là JS, file xxx.js vào đây. Nhúng vào đây, chúng ta trong cái thẻ script này. Bằng cách là có thủ tính là src bằng cái đường dẫn đến cái file xxx.js này. Thì đây là cách thứ hai chúng ta có thể nhúng một đoạn code JavaScript vào trong một website. Thấy chưa? Hai cách. Và cái tư duy lập trình của JavaScript nó không còn giống như tư duy lập trình của trong CSS và HTML nữa. Nó là chuyển sang dạng tư duy là tư duy logic, tư duy sắp xếp, thuật toán sắp xếp, thứ tự xử lý, cộng trừ nhân chia. Thấy chưa? Chứ nó không còn là tư duy về sắp xếp không gian giống như CSS nữa. Cho nên là đứa nào có học kém HTML, CSS thì cũng không phải lo. Bằng nào sau này cứ những cái việc liên quan đến giao diện thì quăng cho đứa học giỏi là. Còn mình chỉ code phần logic thôi. Đấy, giỏi cái gì thì làm cái đấy, chứ không nhất thiết là cứ phải cắm đầu cắm cổ vào học tất cả mọi thứ để giỏi tất cả mọi thứ. Cái việc đấy không nên. Được chưa? Xong. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu những cái dòng JavaScript đầu tiên để tôi giới thiệu với các bạn. Các bạn code ra cái khung này đi. Tạo tôi một thẻ script trống.
Xong chưa? Cái khung này chắc chỉ mất khoảng 3 giây là xong thôi. Như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ làm cái câu lệnh đầu tiên ở trong cái các cái ngôn ngữ lập trình. Đó là cái gì có biết không? Ngôn ngữ nào cũng vậy, cái đầu tiên phải làm đó là hello world. Hello world, chúng ta có document.write. Document là tài liệu, .write là viết vào trong tài liệu. Một cái đoạn text là hello world. Thế thôi. Được chưa? Rồi. Chúng ta refresh trang. Thấy chữ hello world không? Ở code HTML chúng ta có cái dòng lệnh, có cái dòng hiển thị. Các bạn đấy lưu ý này. Code ở trong Java trong cái thẻ script nó không được hiển thị đâu nhá. Các bạn có viết linh tinh cái gì vào đây nó không hiển thị đâu. Đây ví dụ tôi cắt cái này đi này. Trắng trơn. Được chưa? Khi tôi Ctrl Z lại tôi hiển thị cái này hello world thì chúng ta sẽ nhìn thấy là hiển thị cái đoạn text mà tôi vừa mới viết ra ngoài này. Chạy đi xem có được không? Không nhá. Rồi, đây là cách đầu tiên để giúp chúng ta hiển thị một nội dung nào đấy ra ngoài màn hình. Được chưa? Cách thứ hai này. Chúng ta có console.log. Viết tên mình vào đấy. Đây là cách thứ hai. Được chưa? Rồi, refresh xong có hiển thị gì không? Thế console log hiển thị ở đâu? Bật inspect lên, mở tab console ra. Thấy chưa? Fuck cái gì? Giờ này đang giữa trưa cái gì mà fuck? Cái câu lệnh console của chúng ta này, các bạn nhìn thấy chữ console nó có giống chữ console này không? Được chưa? Đây là chúng ta ghi lại log vào trong cái phần tab console của trình duyệt để lưu trữ xem là chúng ta làm cái việc gì hoặc hiển thị một cái data nào đấy chúng ta đã xử lý qua. Được chưa? Nhớ đây console log. Được chưa? Tiếp theo này, chúng ta sẽ có cái alert. Tuổi 25 T3H chẳng hạn. Ví dụ thế, alert cái đoạn text nào đấy ra cũng được. Xong chưa? Refresh. Được chưa? Rồi, tiếp tục này. Tiếp tục nha.
Hiểu Gallus là cái gì chưa? Cái này tôi không giải thích đâu nhá. Nhìn đấy mà biết thôi. Tiếp theo này. Viết cho tôi chữ va. Content bằng prom. Bạn muốn hiển thị gì? Sau đó document.write. Document.write content. Xong nhá. Rồi, refresh. T3H xong này. Bạn muốn hiển thị gì này? Mình không muốn hiển thị gì. Được chưa? Đấy, đây này. Nhìn thấy không? Có gì hot? Chúng ta viết cái gì ở trong cái dialog kia thì nó hiển thị xuống đây. Xong nhá. Xong đi nhỉ? Đấy, đấy là một vài cái lệnh mà các bạn cần phải nhớ ngay đầu tiên với JavaScript. Với cái document là tài liệu. Cứ cái gì bắt đầu bằng document nó chính là cái phần body, nội dung chính của website của mình á. Được chưa? Và chúng ta muốn viết vào đấy thì viết chữ write vào. Xong. Được chưa? Tiếp theo là console thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tab console ở trong trình duyệt. Mở nó ra. Chúng ta xem chúng ta lốc cái gì thì nó sẽ hiển thị ở đấy. Tiếp theo với cái alert, alert là một cái dialog hiển thị một cái thông tin nào đấy, được chưa? Tiếp theo với cái prompt thì nó sẽ nhận một cái đoạn dữ liệu, nó sẽ có một cái dialog hiển thị ra để cho các bạn nhập dữ liệu vào. Còn cái đoạn text này là cái tiêu đề của cái câu hỏi của các bạn, xong chưa? Và chúng ta nhập nội dung gì nó sẽ được gán cho cái biến là biến content này. Sau đó chúng ta lại document write cái nội dung của cái biến content kia ra ngoài trình duyệt, thế là xong. Được chưa? Đây là một vài cái chúng ta tương tác với cơ sở dữ liệu với trình duyệt bằng JavaScript. Xong chưa nhỉ? Tạm thời comment vào, chúng ta đến phần tiếp theo. Với JavaScript thì chúng ta chuyển sang kiểu lập trình tư duy logic rồi, cho nên chúng ta sẽ phải làm quen với những cái khái niệm cơ bản nhất của nó trước tiên. Khái niệm đầu tiên là biến. Biến trong JavaScript. Biến số. Xong chưa? Xong chưa? Rồi, biến là gì? Ngày xưa học toán thì biến là gì? What the fuck, từ bao giờ biến gọi là ẩn đấy? Biến từ lúc nào các ông gọi là ẩn đấy? Biến là cái gì? Biến số. Biến là biến số. Khác thì tôi vạch cái đầu gối tôi ngoài cho nó ngay. Biến là gì? Biến là mọi thứ quanh này. Cái gì cũng có thể là biến. Cái này có phải là biến không? Vì sao tôi nói cái này là biến được? Hả? Chém. Nó tháo một cái. Thứ nhất này. Thứ nhất vì sao tôi gọi cái này là cái biến? Bây giờ tôi chỉ cần viết nội dung A ra đây. Cái này nó chứa cái gì? Chứa chữ là A đúng không? Xong chưa?
Sau đấy tôi xóa cái này đi. Biến được một cái này còn chứa cái gì không? Không. Tôi biết số 1 rồi đấy. Cái này là gì? Chữ hay số? Số. Số. Được chưa? Tôi không thích xóa nữa. Được chưa? Rồi xong nữa. Xong nữa. Đây chưa hết biến, chưa hết con. Có gì nữa? Ừ thì tất nhiên là sẽ biết thêm được. Thứ nhất, cái biến là cái gì? Cái biến là một nơi thì có thể giúp chúng ta lưu trữ dữ liệu. Dữ liệu của nó có thể là số, có thể là chữ. Đúng không? Sau này chúng ta còn mảng, còn đối tượng, còn nút. Xóa trắng đi là nút. Đó, xóa trắng đi là nút. Còn có string rỗng như này là string này. Được chưa? Chết. Tất nhiên là biến thì nó sẽ dùng để chứa dữ liệu rồi. Và cái dữ liệu đều có thể thay đổi trong thời gian rồi. Không ghi vào rồi lại quên hết. Gì nữa? Cái biến này chúng ta có gọi được tên không? Chúng ta cả lớp mình gọi cái này là cái gì? Bảng. Ok bảng. Ra ngoài kia hỏi giám đốc trung tâm gọi bằng cái này bằng cái gì? Biến ông sẽ gọi cái này là cái bảng. Được chưa? Bởi vì sao? Thì tóm lại chúng ta sẽ có cái biến là một cái đại lượng được đặt tên. Được đặt tên có thể chứa dữ liệu và dữ liệu trong đó, dữ liệu trong biến, chứa trong biến có thể được thay đổi theo thời gian. À, thế là biến. Xong chưa? Có ai thắc mắc gì về biến không? Bao giờ cũng vậy, từ từ nhắc lại. Cái này nhắc từ đầu thì rồi, bây giờ cũng quên. Bao giờ học một cái kiến thức mới cũng phải trả lời cái gì? What? Nó là cái gì? Thì đây là định nghĩa là cái gì? Why? Tại sao chúng ta phải dùng nó? Để chứa dữ liệu để làm gì? Đúng không? When? Là khi nào, đúng không? Thì khi nào chúng ta cần dữ liệu chúng ta tạo biến ra, khi nào chúng ta thay đổi nó chúng ta gọi nó ra là cái gì? How? Làm thế nào, đúng không? Thì làm nào? Chúng ta trả lời được ba câu này rồi, còn cái này chưa trả lời được, đúng không? Biến ở trong JavaScript thì nó sẽ là bắt đầu bằng từ khóa và sau đó đến tên biến. Đây là cú pháp tạo một biến mới trong JavaScript. Được chưa? Sao nữa? Khi mà nói chuyện đến tên biến thì chúng ta cũng có những cái quy tắc riêng. Thứ nhất, tên biến, nhớ nhé, tên biến không bắt đầu bằng số. Không bắt đầu bằng số. Không bắt đầu bằng ký tự đặc biệt ngoại trừ dấu đô la và dấu gạch dưới. Đấy, những cái nó không bắt đầu bằng đô la và gạch dưới, ngoài cái này ra thì không được bắt đầu bằng số. Còn và chúng nó chỉ tóm lại, chúng nó chỉ được bắt đầu bằng đô la này, đó là dấu gạch dưới này, hoặc là chữ cái ấy.
chữ cái thì các bạn bắt đầu tên biến là chữ ngoài, chữ thường kệ các bạn. Được chưa? Đấy là cái chữ cái ký tự đầu tiên thì được phép bắt đầu bằng những cái này. Còn bắt đầu từ ký tự thứ hai trở đi thì các bạn được nhét thêm cái số vào. Được nhét thêm cái số vào bắt đầu từ ký tự thứ hai trở đi. Còn cái ký tự đặc biệt như cái đóng ở hoặc nhọn này, đóng ở hoặc tròn này, rồi chấm than, sao, xiết các thứ kiểu dạng không bao giờ được biết. Kể cả dấu hạch ngang cũng không được đưa vào. Được chưa? Đấy là cái cách đặt tên biến, à, những cái quy tắc đặt tên biến. Còn cách đặt tên biến là gì? Các bạn thử nghĩ cho tôi, ví dụ như tôi muốn đọc một cái biến để lưu chữ tên thì sao? Như nào? My name. Rồi, viết cho tôi xem nào. Và my name. Gì nữa? Hoặc là gì nào? Ngày xưa cái bọn tin tin nó viết chữ Y như nào nhỉ? Z. À đúng không? Không Y, Y dài đâu. Có một, 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 Y một, một, bốn, M, ba. My name. Đây là chữ M. Đúng không? Đây là đặt tên biến như kiểu team style, team code. Còn gì nữa? Có cái nào đó? My gạch dưới name. Đúng không? Gì nữa? My name. Đô la. My đô la name. Có một tỷ cái đặt đúng không? Chỉ đơn giản nó chỉ cấm vài cái, còn lại tôi thích đặt của gì đặt, đúng nhá? Thế vậy sao? Bây giờ khoảng bốn đứa này ngồi làm với nhau. Vân Anh đặt theo kiểu này. Đây là Vân Anh. Bạn tên là gì nhỉ Nghĩa? À, Minh. Minh, đây ông Minh đặt theo kiểu này. Bạn ngồi dưới tên là gì? Ông Hữu đặt tên kiểu này. Bạn phía kia là Thành. Ông Thành đặt tên kiểu này. Đấy. Bốn đứa đặt tên đấy, làm đi, làm việc với nhau đi. Hiểu đó? Tôi không hiểu được cái bài này. Như tôi không hiểu được lắm. Dặn mãi ra đọc xong một cái biến mất bố vẫn nửa ngày. Đúng không? Thế vậy thì sao? Khi chúng ta làm việc với nhau và đặt, kể cả khi làm việc một mình lẫn là khi làm việc nhóm với nhau thì chúng ta phải có một cái quy tắc đặt tên chung. Chứ không thể đặt tùm lum kiểu mỗi thằng đặt một kiểu như này được. Tôi nhìn lên bọn nào, đứa nào mà code kiểu trong một file mà đặt tên biến theo hai kiểu khác nhau thì đọc chết. Thật đấy, không ai hiểu được đâu. Thì chúng ta sẽ phải có một cái thứ người ta gọi là coding convention, quy định đặt, quy định code. Và nếu mà với cái đặt tên này, với cái cách đặt tên ấy, thì ở trong coding convention chúng ta có một cái phần nhỏ hơn đó là naming convention. Đây là quy tắc đặt tên. Thì chúng ta với lập trình ấy, chúng ta có hai cái đặt tên chính. Đó là camel case. Đây là con gì? Sớt đi. Không biết thì sớt thôi. Giờ yêu cảm đến anh một gì nữa. C-A-M-L. Con lạc đà. Đúng không? Camel case. Con thứ hai là con snake. Snake nhá, chứ không phải là snake như này đâu. Snake là con rắn. Yeah. Thì kiểu là tên theo một cây là như sau. Và này. My name. Yeah. Is. Thì cái chữ Y để viết hoa. Biết cách đặt chưa? Đây này. Chữ đầu tiên viết thường. Chữ cái thứ hai viết hoa. Và chữ cái tiếp theo lại viết hoa tiếp. Đây nó như này. Đây là cái điếu của thằng à. Đây là cái đầu, đây là cái cổ của lạc đà này. Đây là cái điếu 1, điếu 2. Được chưa? Đây là cách đặt tên của camel case. Cách đặt tên này hầu như còn Java hay nào. Cách đặt tên theo kiểu snake case. Chúng ta có my gạch dưới name. Được chưa? Gạch dưới is. Thì có cái gì? Ngang này, xuống này, ngang này. Đúng hình con rắn không? Đấy, hai cái đặt tên, cái này là ngửa lên trên, đặt tên trên của cái này là xuống dưới. Đây là hai cái đặt tên khác nhau, camel case và snake case.
Các bạn có thể là lựa chọn cho mình một trong hai cách đặt tên này. Còn nếu nào đặt theo kiểu vớ vẩn các ta trên. Đơn giản vậy thôi. Viết vào có hai cái đặt tên. Được chưa? Tiếp theo chúng ta đến với cái khái niệm đi kèm với cái thằng biến này. Đi kèm với cái thằng biến này. Chúng ta có phép toán tử đầu tiên. Phép toán tử đầu tiên. Đó là phép gán. Phép gán. Phép gán nó sẽ được biểu trưng bằng cái dấu bằng. Được chưa? Chúng ta sẽ có và my name bằng với hiện th chẳng hạn. Được chưa? Thì đây là phép gán. Gán cho cái biến my name này một cái giá trị tên là và một giá trị là hiện th. Được chưa? Lưu ý cho tôi cái dấu chấm phẩy nhỉ. Ở trong JavaScript của chúng ta code mỗi dòng xong, mỗi dòng lệnh xong chúng ta phải có một dấu chấm phẩy để ngăn cách giữa các cái câu lệnh khác với nhau. Thì đây là cái phép đầu tiên là phép gán. Và tiếp my age bằng 26 chấm phẩy. Dạ, đây là phép gán. Xong chưa? 26. Tiếp tục này. Tiếp tục nhá. Những cái này là cái gì? Cái gì va chạm? Không, cái này là cái gì? Không phải tên. Nó là một cái chữ. Đúng, một đoạn chữ. Cái này là cái gì? Số đúng không? Rồi, thế nếu tôi gán như em được không? Trong JavaScript nó có vài kiểu dữ liệu. Thì các bạn search đi. Cho các bạn 10 phút để search xem ở JavaScript nó có những cái kiểu dữ liệu này. Và đặc trưng của những cái kiểu dữ liệu đấy là cái gì.
mấy kiểu dữ liệu, tìm xem trước đi xem có mấy kiểu dữ liệu. Đấy. Xong chưa? Có mấy kiểu? Xong đứa 7, đứa 8 lại kể tôi xem nào. Đứa 6, đứa 9 bây giờ đây. 7 gồm kiểu gì? Rồi, 7. Bảy kiểu dữ liệu gồm những kiểu gì nào? Boolean.
Cái kiểu mô hình này có mấy dữ liệu, có mấy tham hàm, có mấy giá trị? Hai, chỉ có true và false. Và false. Yeah. Tiếp theo. Từ gì? Null. Null. Kiểu null là kiểu gì? Hả? Cứ nói đi. Null là hả? Kiểu null đây này. Như này thì gọi là một biến null này. Và x. Như này gọi là biến x thì mang giá trị null này. Mình biết vì sao? Cái giá trị null là giá trị sẽ được khởi tạo cho một cái biến. Biến mặc định khởi tạo ra nó sẽ được bằng null. Nếu nó không được lái một giá trị nào đấy. Kiểu null là kiểu không có giá trị. Được chưa? Kiểu null là kiểu không có giá trị nào cả. Tiếp theo là kiểu gì? Undefined. Kiểu undefined, defined. Nào, lại dạy tiếng Anh tiếp này. Define nghĩa là gì? Nhét cái dép vào. Define là gì? Không hiểu thì lấy đi Google Translate đi. Chưa xác định. Define là cái nghĩa. Xác định. Thấy chưa? Cứ cái nào có cái tiền tố là ăn không biết không? Thì là không xác định. Như nào là không xác định? Khi lúc này chúng ta còn nhớ cái con số log không? Còn nhớ cái con số log này không? Là hiển thị một cái đoạn, một giá trị nào đấy ra ngoài của cái tab con số đúng không? Nếu chúng ta để x vào đây mà chúng ta chưa định nghĩa ra cái biến x này thì hiện tại cái biến x này nó sẽ bị trạng thái là undefined. Yeah. Tức là cái biến này chưa được khởi tạo, chưa được tạo ra mà chúng ta đã dùng rồi thì nó sẽ là ở trạng thái là undefined. Xong chưa? Đấy là cái undefined. Tiếp tục. Số. Số thì là như nào? Số là như nào? Các bạn anh lưu ý cho tôi này. Số ở trong JavaScript ấy thì nó sẽ là bao gồm cả số nguyên và số thực nhá. Cho nên muốn tạo ra một cái biến chứa số nguyên thì chúng ta chỉ đơn giản 3x bằng 10 thôi. Nếu mà muốn tạo ra một cái biến là số thực thì chúng ta có 3x bằng 20.5 chẳng hạn. Nhớ dấu chấm chứ không phải dấu phẩy đấy nhá. Chấm. Bây giờ đây là cách tạo ra một cái biến số nguyên, một biến số thực. Thế ra biến thì kiểu gì? Hả? Ờ, đây, ở đây nhầm, thiếu. Tiếp theo đến kiểu dữ liệu gì? Được 1, 2, 3, 4 rồi. Kiểu gì? Chuỗi. Chuỗi ký tự, nó gọi là chuỗi. Chuỗi thì chúng ta định nghĩa ra một cái chuỗi bằng cách là 3 x bằng string một dấu phẩy này cũng được nha, viết text ở trong này. Bây giờ biết chữ hoặc ký tự gì đấy tùy các bạn. Đây là định nghĩa là một chuỗi này. Một phẩy cũng được. Biết dấu một phẩy nằm ở đâu không? Hả? Ở đâu? Đưa xem cái bàn phím nào. Đây này, ở bên cạnh cái phím enter ấy. Không giữ shift. Không giữ shift mà bấm xuống thì đấy là cái dấu phẩy này. Thấy chưa? Hoặc là 3x bằng 2 phẩy, bây giờ một kép đúng không? Được chưa? Thì để giữ shift để có cái giữ shift và cái dấu lúc nãy, cái phím lúc nãy để có cái dấu này. Được chưa? Cũng là quy định về string. Cách thứ ba là hai cái dấu phẩy như này. Cái dấu này thì nó lại nằm ở dưới cái dấu escape EC ấy. Xem có đúng không? Cái phím escape ESC ở góc bên trên tay trái của phím của chúng ta. Cái dấu này là cái dấu ở ngay dưới đây. Thấy chưa? Thấy chưa? Rồi, đây là ba cách tạo ra một cái biến. Tạo ra một cái mối biến dạng string, chuỗi. Xong chưa? Làm 5 loại, đoạn 6 là gì? Symbol là ký tự. Không biết đi nào. Nó chỉ
chính là cái này. Nó chính là cái này. Cái một phẩy ấy, nó chính là ký tự. Thấy chưa? Tiếp theo đi. Cái gì nữa? Mảng. Mảng là một loại dữ liệu nữa. Thì cái bài, cái mảng nó khá là khó, cho nên là chúng ta sẽ học nó sau. Thì mảng nó như thế nào? Các bạn có bao giờ ở đây quay đến Polo? Nhiều gì? Có biết cái hộp Polo không? Trong cái hộp nó là một cái ống đúng không? Rồi, trong cái ống nó có những cái quả cầu. Đây đúng không? Này đúng không? Và mỗi cái quả cầu nó có một cái vị trí nhất định ở trong hộp. Đúng không? Thì cái mảng của chúng ta nó giống hệt cái hộp cầu luôn. Nhưng mà mỗi một cái vị trí mà chúng ta đặt vào trong máy, ví dụ thay cho thay thế trong lập trình, nó thay thế cho cái việc hoạt động của cầu lông ấy, thì nó sẽ thay thế bằng một cái dữ liệu nào đấy. Có thể là dữ liệu là số nguyên, à, có thể là số này, có thể là chuỗi này, có thể là nôn, có thể là boolean, không được không không nhé, anh đi tay đấy, hoặc là có thể là ký tự hoặc là một cái mảng khác. Thì và mỗi một cái phần tử trong này, đây là phần tử thứ mấy? Thứ nhất. Nhưng mà cái phần tử thứ nhất, nhưng mà số thứ tự của nó là bắt đầu bằng số 0. Phần tử thứ hai lại số thứ tự bằng số 1. Được chưa? Để lấy ra một cái phần tử ở trong này thì chúng ta có cái mảng là ARL chẳng hạn, ở vị trí số 0 để lấy ra và bằng gắn và gắn vào giá trị khác. Thì chúng ta sẽ học cái bài về mảng này sau. Được chưa? Buổi sau chúng ta học cái bài về mảng. Đấy là cái bài dữ liệu thứ mấy cả? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thứ 7 của chúng ta. Thứ 8 là gì? Thứ 8 là gì? Đối tượng. Object. Đối tượng hay còn gọi là object. Thì chúng ta cũng sẽ học cái đối tượng này sau. Cái object này nó là mô tả một cái thực thể ở ngoài, ở mà chúng ta muốn đưa vào trong ở ngoài cuộc sống, mà chúng ta muốn đưa vào trong cái object của mình. Ví dụ như thực thể giống như kiểu là con người chẳng hạn, thì con người có thuộc tính. Thuộc tính là cái gì? Chiều cao, cân nặng, màu da, nơi sản xuất, gì nữa, giá thành, đúng không? Giá thành, ví dụ giá thận chẳng hạn, thận của một ông Việt Nam là bao nhiêu tiền, thận của ông Trung Quốc bao nhiêu tiền chẳng hạn, thì đấy là thuộc tính. Còn có những cái gì nữa? Hành động là gì? Ăn, nói, ngủ, nghỉ, học, đúng không? Làm việc, đấy là những cái hành động chúng ta sẽ làm việc với cái kiểu đối tượng của mảng này sau. Đấy là toàn bộ những cái kiểu dữ liệu ở trong cái JavaScript của chúng ta. Được chưa? Ngấm đi đã, rồi tiếp tục. Chúng ta lấy cho tôi mỗi một loại này khoảng 2 ví dụ nhé. 2 ví dụ sau đó console log nó ra. Ví dụ như này này. Ví dụ đây là kiểu nun này. Ví dụ thế đúng không? Chúng ta sẽ có cái gì? Console, à quên nhầm. Và a bằng nun như này chẳng hạn. Chúng ta tiến hành là console.log ra a và chạy cái này. Không nhìn thấy cái gì đúng không? Bật cái này lên bởi vì nó ở trong console log mà, thấy nun chưa? Rồi, chúng ta thử bỏ cái này đi xem nó có ra nun không. Bây giờ nó ra là undefined. Ồ, sao lại là undefined nhỉ? Hình như tôi hiểu lầm đấy. Console log a sao lại bằng undefined? À, kiểu undefined này là kiểu chưa gắn giá trị. Chưa gắn giá trị, còn kiểu nun là kiểu này. Đây là kiểu nun, xin lỗi các bạn nhé. Đây là kiểu nun này. Tiếp theo, chúng ta có kiểu undefined. Thì chúng ta sẽ ok. Chúng ta sẽ có cái và b chấm phẩy như này thì nó sẽ ra kiểu undefined này, chúng ta sẽ kéo là console.log ra là b, thì nó ra cái undefined. Tiếp theo chúng ta có kiểu gì? Kiểu số thì mình sẽ có là var c nó bằng cái gì? Một chẳng, hoặc là var d nó sẽ bằng là 5.4, 5.3. Thế này cái console
chấm log ra là A phẩy B như này, à có nhầm C phẩy D. Được chưa? 10 và 5,3. Đúng chưa? Đấy, chúng ta lấy trong mỗi một cái ví dụ, ở mỗi một kiểu dữ liệu khoảng 2 ví dụ. Trừ kiểu null với undefined ra. Còn lại mỗi cái khoảng 5 ví dụ. Bỏ qua luôn cả đối tượng và mảng nhá. Tôi chỉ muốn các bạn lấy dữ liệu ở lấy ở những kiểu là số, chuỗi. Số và chuỗi thôi. Và boolean. Boolean. Ba kiểu đấy. Xong chưa? Đây là kiểu dữ liệu. Chữa nha. Kiểu số này. À, kiểu boolean nha. Và TR bằng true. Và FA bằng false.
console.log ra tr.fa, chúng ta sẽ có là true phone, đúng không? Tiếp theo là kiểu gì? Chuỗi. Chúng ta làm cả ba cái luôn. Và str1 bằng string 1 này, chuỗi 1, duplicate lên str2 chuỗi 2, str3 bằng chuỗi 3, console log chuỗi str1 2 3. Giờ chuỗi 1, chuỗi 2, chuỗi 3. Ở đây chúng ta thay đổi cách hiển thị của nó đi, cách khai báo của nó đi. Đó, ba cách khai báo chuỗi. Còn kiểu mạng với lại kiểu đối tượng thì từ từ có thời gian chúng ta sẽ quay lại. Được chưa? Xong chưa? Rồi. Đấy là những cái tòa, những cái kiểu dữ liệu của chúng ta có nhá. Bây giờ hiển thị ra thì giống như đây, tôi đang console log ra đây. Khi mà chúng ta console log ra một cái biến tương đương việc chúng ta hiển thị ra cái giá trị của nó mang theo. Được chưa? Tương tự như cái document write cũng vậy. Alert cũng thế. Xong chưa? Có vấn đề gì không? Bây giờ đến toán tử nhá.
làm phải làm lập trình thì phải cộng trừ nhân chia, cho nên không có nó thì không làm được đâu. Đây tôi đã tạo ra một cái file mới tên là toán tử .html. Rồi, bây giờ có như sau. Ví dụ tôi có var x bằng 5, var y bằng 7. Thì tôi sẽ có là console log 5, à quên nhầm, x cộng y. Đây là toán tử đúng không? X cộng y thì nó bằng mấy? Mấy? Bằng mấy cũng được đấy nào. Kết quả hiển thị ra là bao nhiêu? 12 đúng không? Bằng mấy cũng được, có chết tôi không? Console log thì nó phải ở đây bằng 12. Được chưa? Ngoài ra chúng ta có thể là gắn là bằng z bằng và z bằng x cộng y chấm phẩy như này, và chúng ta kiểu chúng ta console log ra cái z kia như này cũng được. Chúng ta gán cho z bằng tổng giá trị của x và y. Được chưa? Bây giờ chúng ta hiển thị ra z vẫn bằng 12. Nhưng mà chúng ta hiển thị ra x và y, x phẩy y thì bằng bao nhiêu? 12. Hay từ nào vậy? Đây chỉ là hiển thị giá trị ra thôi mà. 24 đâu mà 24. Đây, 12, 5, 7. Chứ sao lại đào đâu ra 24? Có phải cộng đâu. Được chưa? Đây phép cộng. Nhưng nếu tôi viết như này thì sao? Bằng bao nhiêu? Bây giờ bằng bao nhiêu? Hả? Năm bảy. Năm bảy. Thế vì sao lại như thế này? Không cùng một kiểu dữ liệu à? Ờ, nghe cũng có vẻ hợp lý. Đúng. Chúng ta hình như rồi này, khi đặc biệt là phép cộng nhá, các bạn lưu ý cho đặc biệt là phép cộng, còn phép trừ sẽ không xảy ra tình huống này. Với phép cộng này, khi mà chúng ta cộng hai cái giá trị lại với nhau mà hai giá trị này có kiểu dữ liệu khác nhau thì sao? Thì sao? Thì nó phải đưa về một kiểu dữ liệu và nó cộng vào đúng không? Thì ở trong cái trong lập trình của chúng ta có khái niệm là tập giá trị. Thì tập giá trị của số nguyên là nhỏ nhất. À boolean mới là nhỏ nhất. Bool là nhỏ nhất, xong đến số nguyên, xong rồi đến số gì? Thực. Xong rồi đến cái gì? Nào giờ phút vậy. Chuỗi. Được chưa? Khi ví dụ như ở đây x là gì? X là một kiểu dữ liệu gì? X kiểu dữ liệu của x là gì? Chuỗi kiểu dữ liệu của y là gì? Số gì? Nguyên phẩy đâu ra mặt thực. Được chưa? Hai cái này khi mà nó thực hiện nó cộng với nhau thì nó sẽ tự động ép kiểu từ kiểu có giá trị có tập xác định nhỏ hơn về kiểu có tập xác định lớn hơn. Đến lúc này là trở thành 7 cũng trở y, giá trị của y cũng trở thành chuỗi. Hai chuỗi cộng vào với nhau thì sao? Chúng nó đặt cạnh nhau. Có thế thôi. Được chưa? Hai chuỗi đặt hai chuỗi để cạnh nhau thì nó chỉ đơn giản là gộp vào với nhau thành một. Vậy thôi. Đây là lý do vì sao nó ra 57. Được chưa? Chứ không phải là ra 12 như các quán cộng của chúng ta lúc nãy. Xong chưa? Đây là phép cộng. Thế nếu như này sao? Y trừ x à, x trừ y bằng mấy? Hay là bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu? Nhanh nhanh. Vì sao lại bằng trừ 2? Thử nghĩ nào. Vì sao lại bằng trừ 2? Trừ
chuỗi có bao giờ trừ được không? Chẳng bao giờ trừ được chuỗi cả. Ông lấy một cái tên tôi là, trừ cái chữ là đi thì nó ra cái gì? Ông bị ngáo à? Làm sao mà trừ kiểu đấy được? Được chưa? Với những cái phép như kiểu là phép trừ này, phép nhân, phép chia lấy dư, thì chúng ta không có kiểu phép kiểu như này, chỉ có phép cộng mới có kiểu phép kiểu thôi. Được chưa? Lưu ý chứ không có cái chuyện là lấy trừ được bỏ của chuỗi đâu. Đây, kết quả của chúng ta sẽ là trừ 2, 5 và 7. Tự động nó sẽ về số hết. Xong chưa? Đấy nhỉ? Đấy là phép cộng. Chúng ta có phép trừ. Và bây giờ lại tiếp tục. Phép trừ, trừ xong rồi nhá. Cộng, để tôi Ctrl Z lại phép cộng này. Duplicate lên này. Đấy phép cộng này. Phép cộng. Đây là phép trừ. Nó có lưu ý gì tự ghi vào. Bây giờ phép nhân. Nhân thì viết là x sao y. Đây là phép nhân. Bây giờ bằng bao nhiêu? 57 bằng bao nhiêu? 35. Đúng rồi. Được chưa? Phép chia thì như nào? Và Z bằng X chia Y bằng mấy? Ví dụ tôi lấy 7 chia cho 5 đi, đảo ngược lại đi, 7 chia cho 5 bằng bao nhiêu? Hả? 1 phẩy mấy? 1,4 hay 0,4? Rồi, 1,475. Đây là phép chia. Comment tiếp. Chúng ta có Z bằng X phần trăm Y. Đây là phép chia lấy dư. 5 chia 7 dư, à 7 chia 5 dư mấy? Dư 2 thì kết quả Z sẽ bằng mấy? 2. Không nhỉ? Thế làm sao để biết một số có chia hết cho một số khác hay không? Phần trăm bằng không thì là chia hết. Đúng rồi đấy. Kiểm tra thế nào là một số là số chẵn? Không nhờ. Đây là chúng ta có các phép tính như này. Bây giờ tôi sẽ cho chúng ta một bài tập nho nhỏ. Chúng ta có x bằng 5, y x bằng 7, y bằng 5 và w bằng 6. Bây giờ đề bài sẽ như sau. Tính chu vi và diện tích của tam giác được hình thành bởi x phẩy y phẩy w. Làm đây.
hiển thị ra. Con số log là hết cho tôi. Chu vi thì dễ rồi đúng không? Cộng tổng là xong. Diện tích thì sao? Bắt đầu tính cái gì? Lại tính chiều cao. Tại sao phải tính đường cao vậy? Lại dài nhân rộng. Thế nào kê cho tôi cái bàn thờ lên đây, tôi đưa nó lên này. Bây giờ cần còn phép căn cái gì? Còn phép căn này nữa đúng không? Đây phép căn viết như này. Tư căn bậc 2 đúng không? Đây là phép căn mat chấm sqrt một giá trị nào đấy. Hả? Ông không nhìn thấy cái mớ này nó nằm trong một cái căn à? Cả mớ này cơ mà. Ở đâu? Ở đâu có vài cái căn? Mỗi một cái căn là viết bằng một cái mat chấm sqrt. Là mỗi một cái căn.
Không chưa?
Viết như nào? Nào. Console, đây là chu vi đúng không? Và chu vi bằng bằng gì? X cộng Y cộng Z. À, mình đây kép. Rồi, kép. Và diện tích bằng chu vi chia 2 nhân thì phải như này, đóng mở hoặc chu vi chia 2 để thực thi cái này, sau đó là nhân đúng không, nhân mở hoặc lại cái lại chu vi chia 2 trừ x gì, ôi giời ơi, và p bằng chu vi chia 2 khổ lắm, p nhân p trừ x nhân p trừ y nhân p trừ z à trừ w, xong b toàn bộ cái mớ này pat chấm sqrt của cái cục này là bảo là một phát là xong. Console log chu vi 2 chấm cộng với cái chu vi đắp tích kết lên diện tích bằng diện tích, xong chạy. Chu vi 18, diện tích là 14,6, 6969. Được chưa? Xong. Đấy. Đấy là cách tính. Được chưa nhỉ?